Xin chào thầy và các bạn, em tên là Hồ Thị Trúc Ly, lớp IF47 và bạn Phan Công Hậu, lớp IF47 đang đi lâm sàng ngoại niệu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố. Hôm nay, tụi em xin trình bày về phần toilet. Định nghĩa về toilet. Nói đến toilet, người ta thường định nghĩa toilet là nhà vệ sinh. Toilet thường được xây dựng ở những hộ gia đình, khu nghỉ dưỡng gia đình, những khách sạn nhỏ. Toilet thường bao gồm bồn rửa tay, vòi hoa sen và bể vệ sinh. Toilet ở Nhật, nhiều phòng tắm với công nghệ cao có tính năng cho phép mọi người ra vào phòng mà không cần chạm vào bất cứ thứ gì, ít nhất là dùng tay. Vòi hoa sen với vòi phun khép kín có tính năng tự làm sạch chống vi khuẩn kích thích kích hoạt trước, trong và sau khi sử dụng để đảm bảo vệ sinh và thoải mái cho người sử dụng tiếp theo. Tính năng đầu tiên là đóng mở tự động, miễn không cần chạm tay xuống bồn cầu tự mở nắp, nơi được coi là ổ vi trùng, vi khuẩn. Sau khi người dùng rời đi, nắp bồn cầu sẽ tự động đóng lại. Tính năng thứ hai là tính năng sưởi ấm, điều chỉnh nhiệt độ chỗ ngồi. Ghế sưởi đảm bảo cho người ngồi sẽ cảm thấy thoải mái và ấm áp vào mùa đông. Tính năng thứ ba, rửa vệ sinh tự động. Hệ thống giúp người dùng rửa vệ sinh tự động. Du khách có thể điều chỉnh xịt nước trước hoặc sau, sử dụng nước nóng lạnh với cường độ mạnh hoặc yếu tùy ý. Tính năng thứ tư, phát ra tiếng nhạc. Nút nhấn phát ra âm thanh dội nước hoặc âm nhạc, tiếng chiên hót, sóng biển để ngụy trang cho âm thanh khi đi vệ sinh. Tính năng thứ năm, tự xả nước. Tính năng cảm ứng nhận biết người dùng đã sử dụng xong và tự động xả nước. Toilet ở Mỹ. Người Mỹ họ gọi các vòi xịt là bidet hay cầu kỳ hơn là bidet sprayer. Chữ bidet có nguồn gốc từ nước Pháp và nó xuất hiện lần đầu vào khoảng thế kỷ thứ 18. Lúc đó, bidet thật ra không phải là vòi xịt mà nó là một chiếc bồn tương tự như bồn cầu, bên trong đựng nước để vệ sinh bộ phận sinh dục sau khi đi toilet xong, cả tiểu tiện và đại tiện. Cái bidet này được người Pháp sáng tạo ra vào đầu thế kỷ 18 để người dùng, đặc biệt là phụ nữ, có thể ngồi dẹn hai chân lên đó, vẩy nước lên và rửa ráy sau mỗi lần đi vệ sinh xong. Vào thế kỷ 18 thì giới quý tộc Anglais ở Anh rất không ưa quý tộc Pháp vì cho rằng người Pháp quá lãng mạn và chảnh. Đã là quý tộc thì người Pháp tất nhiên phải rửa đích theo phong cách quý tộc, họ chuyên rửa bằng cái bidet đó. Mỹ lúc đó là thuộc địa của Anh, giới quý tộc Anh di cư sang Mỹ rất nhiều và tất nhiên không quên mang theo tư tưởng hận thù. Và thế là cương quyết không dùng cái bidet đó luôn mà dùng giấy để chùi. Văn hóa chùi giấy của Mỹ bắt nguồn từ đó. Lý do tiếp theo là lại liên quan đến lịch sử và chiến tranh. Thời thế giới thứ hai, nhóm lính Mỹ sang châu Âu tham chiến và có vô những nhà thổ ở Pháp để giải khuây. Và họ đều thấy có những cái bidet này trong phòng. Và thế là trong tiềm thức của họ, cái bidet này gắn liền với những thứ được cho là bẩn thỉu và dơ dáy. Bởi họ nghĩ rằng sau khi hành xử với khách hàng, các cô gái điếm này sẽ ngồi lên cái chậu bidet đó để rửa. Và thế là từ đó, trong tâm thức của người Mỹ thì chuyện dùng cái bidet này lại càng khó trở thành hiện thực hơn. Không giống như người Nhật nghĩ rằng toilet là để hưởng thụ, người Mỹ từ trong tiềm thức đã nghĩ việc đi vệ sinh là một vấn đề rất dơ bẩn và không có gì hay ho. Vì vậy, từ toilet trong tiếng Anh thì họ lại đổi thành bathroom. Điển hình là mãi cho đến năm 1960 thì hình ảnh trong toilet mới được ban kiểm duyệt cho phép xuất hiện trên phim ảnh. Chính vì vậy, người Mỹ ngay từ thời lập quốc đã chọn cách chùi đích bằng giấy vệ sinh để tay họ luôn được sạch và vẫn có thể vênh mặt với người Pháp. Ngày nay, người Mỹ không dùng cây xịt vì thói quen sử dụng giấy đã có từ trước và bản tính thích lưu giữ giá trị truyền thống, chứ không hẳn là có thành kiến với loài vật rất dễ dùng này. Đối với họ, giấy vẫn là thứ thân thiện và dễ sử dụng nhất và họ cũng không muốn bắt chước các nước khác như Nhật hay các nước châu Á. Toilet ở Trung Quốc. Toilet công cộng ở Trung Quốc gần như không có giấy vệ sinh. Đây là việc khá bất tiện và làm mình phải thắc mắc vì gần như các toilet công cộng đều thu phí nhưng giấy vệ sinh không có, nước rửa tay cũng không luôn. Đây là toilet kiểu squat. Về khoa học thì nó giảm khả năng bị trĩ hơn. Toilet người Hồi giáo. Trước khi vào nhà vệ sinh, tín đồ sẽ xưng tụng Bismillah theo như Muhammad. Khi một tín đồ xưng tụng như vậy, những loài quỷ thần sẽ không thể nhìn được sự lõa lẻ của chúng ta. Lời xưng tụng này được áp dụng không chỉ cho nhà vệ sinh mà cả khi giải quyết ngoài thiên nhiên, sau đó phải nhớ bước vào phòng bằng chân trái. Tín đồ Hồi giáo mỗi khi cầu nguyện thì dù ở bất cứ đâu đều hướng về Mecca. Người Hồi coi đây là một phương hướng thiêng liêng gọi là Quy La, nên khi đi vệ sinh, bất kể tiểu tiện hay đại tiện đều phải tránh quay mặt hay quay lưng về Quy La. Khi đi vệ sinh, tín đồ phải đảm bảo đến được một chỗ kín đáo. Trong trường hợp không thể tìm được một chỗ kín như ở ngoài sa mạc thì cũng phải đi thật xa chỗ mọi người dừng chân. Nếu là ở trong phòng thì phải luôn nhớ đóng cửa, còn nếu như ở ngoài thì cố gắng ngồi xuống rồi mới cởi trang phục, vì làm như vậy sẽ tránh để người khác thấy được nhất có thể.
đến nay có người sẽ hỏi nam giới đi tiểu thì làm sao mà ngồi, thì đúng, dù là giới tính gì thì cũng được khuyên nên đi tiểu ngồi. Vì khi đi tiểu, đứng lên bệ xí, mệt hay sớm thì khả năng cao luôn là sẽ rớt nước tiểu ra sàn nhà, gây khó khăn cho việc lau dọn mà thường là công việc phụ nữ làm. Tiểu đường là hành vi hoàn toàn bị cấm trong Hồi giáo, lý tưởng nhất là có một nhà vệ sinh kín đáo để giải quyết nhu cầu. Đối với việc lau rửa sau khi đi vệ sinh xong, tín đồ cũng được khuyến khích chỉ dùng tay trái, tay phải thường được mặc định là tay dùng để ăn uống, bắt tay thực hiện các nghi thức tôn giáo, nên tay trái sẽ được dùng để thực hiện những hành động kém sạch sẽ hơn, cho dù sau đó luôn phải rửa tay đi chăng nữa. Lưu ý, cả việc dùng tay cầm dương vật khi đi vệ sinh cũng phải được thực hiện bằng tay trái. Không có quy định là sử dụng giấy hay nước để lau rửa, nhưng được khuyến khích là sử dụng cả hai. Việc lau rửa sạch sẽ là vô cùng quan trọng và nghiêm khắc đối với tín đồ Hồi giáo. Đây là toilet của một trường cấp 2, nhà vệ sinh kiểu ngồi xổm, không sử dụng vòi xịt và sử dụng giấy để chùi. Toilet ở trường Đại học Y Dược có thể sử dụng vòi xịt và giấy tùy theo nhu cầu của mỗi người. Toilet ở nhà sử dụng vòi xịt và thường ít sử dụng giấy để chùi. Phần trình bày của tụi em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.